Nuôi con bằng sữa mẹ là một thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ tối ưu, vừa kinh tế an toàn và đặc biệt, đảm bảo việc cung cấp dinh dưỡng thích hợp nhất cho sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục đến khi năm trẻ 2 tuổi giúp ngăn chặn tử vong và tình trạng suy dinh dưỡng, cũng như đảm bảo việc phát triển trí tuệ và thể lực khỏe mạnh của trẻ. Theo khảo sát về chính sách lao động và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của lao động nữ ở các khu công nghiệp năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thì có tới 83% lao động nữ cho rằng đi làm lại là nguyên nhân khiến họ không thể cho trẻ bú mẹ hoàn toàn. Do đó, cùng với việc vận động kéo dài thời gian nghỉ thai sản từ 4 lên 6 tháng, một chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại doanh nghiệp được dự án ANT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện từ năm 2011. Không chỉ giúp chị em có thể tiếp tục duy trì nguồn sữa mẹ quý báu cho con sau khi đi làm trở lại, mô hình này cũng đồng thời mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích như giảm số ngày nhân viên nghỉ do con ốm vì trẻ được bú mẹ sẽ khỏe mạnh hơn, động viên tinh thần và khích lệ sự gắn bó của nhân viên, do đó tỷ lệ quay lại làm việc sau nghỉ thai sản cao hơn, giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo, tạo môi trường làm việc hấp dẫn, thu hút được nhiều ứng viên tiềm năng và là một cách để đầu tư vào chất lượng của lực lượng lao động tương lai. Để thực hiện tốt chương trình này, vai trò của các đối tác trong chương trình là hết sức quan trọng. Thứ nhất, doanh nghiệp cần tạo điều kiện để có thể tổ chức truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ cho lao động nữ, dành ra một không gian vệ sinh riêng tư với nguồn nước sạch và các thiết bị thiết yếu như tủ lạnh, bàn ghế để người lao động vắt và trữ sữa, tuân thủ chế độ cho phép lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ 1 tiếng mỗi ngày để chăm sóc con nhỏ, tạo điều kiện cho nhân viên y tế của doanh nghiệp được các chuyên gia dinh dưỡng tập huấn về kỹ năng truyền thông và quản lý phòng vắt, trữ sữa, cung cấp tài liệu hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc để hỗ trợ bà mẹ trước và sau khi quay trở lại làm việc. Thứ hai, với sự tài trợ về kỹ thuật và tài chính từ dự án ANT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có sự chỉ đạo tích cực và phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn để thực hiện chương trình này tại các địa phương và các doanh nghiệp, vận động ủng hộ và quảng bá chương trình để thu hút và kêu gọi các doanh nghiệp khác tham gia nhân rộng mô hình. Chúng tôi có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tohoku Pioneer tại thành phố Hải Phòng để chứng kiến hoạt động của cabin vắt và bảo quản sữa mẹ tại nơi đây. Với quy trình làm việc khép kín, nội quy làm việc quy củ, nhưng công ty vẫn cho phép công nhân nữ nghỉ giải lao để vắt sữa và dự trữ tại các tủ lạnh trong căng tin. Cabin vắt sữa của công ty nằm trong một góc nhỏ của phòng y tế nên rất tiện lợi. Phòng rộng khoảng 6-7m², đủ cho khoảng 2-3 chị em ngồi vắt sữa. Sau khi vắt sữa, mỗi người ghi tên mình, thời gian vắt, để vào tủ lạnh bảo quản rồi lại quay trở lại khu vực làm việc. Tôi nhận thấy là cái chương trình này thì rất là có ích cho những các bà mẹ. Bởi vì là trong quá trình làm việc thì người lao động thì thường làm xong suốt một quá trình thời gian dài. Thì họ thì không có nhiều cái thời gian lắm. Để có thể là ví dụ như là không thể về nhà được vào tầm giữa trưa bởi vì là họ làm việc rất là xa. Thế cho nên là khi mà có cái tổ chức này thì họ có thể là thông qua cái chương trình này thì họ có thể là vắt trữ sữa. Bởi vì là công ty thì cũng có chế độ là cho nghỉ giờ giữa giờ và cái thời gian tiếp là được nghỉ một tiếng khi mà con dưới một tuổi. Thì qua đó thì họ có thể là vắt trữ sữa và có thể là họ mang cái sữa đấy về để bổ sung sữa cho con. Cái chương trình này thì mình cũng thực hiện được khoảng tầm một năm rồi. Thì thông qua cái chương trình này thì cái người lao động thì người ta cũng rất là phấn khởi và người ta cũng tạo điều kiện cho họ thì có thể là nuôi con được bằng sữa mẹ. Bởi vì là sao, khi mà trẻ được nuôi con bằng sữa mẹ thì có cái sức khỏe rất là tốt. Khi mà chúng em mang thai và sinh con ấy, thì trước khi mang thai chúng em được công ty tạo điều kiện cho học những cái lớp tập huấn về nuôi con bằng sữa mẹ. Và sau khi mà sinh con thì công ty đã mở phòng vắt sữa và tạo điều kiện cho chúng em được vắt sữa và dự trữ sữa, bảo quản sữa ở đây để cầm về cho con để bú ạ. Theo em như thế là chính sách như thế rất tốt rồi với công nhân viên nữ chúng em, bởi vì trước khi mà chưa có những cái phòng vắt sữa này đấy thì là chúng em phải vắt sữa đổ đi, còn khi mà bây giờ có thì chúng em có thể cầm về cho con bú đấy, thì nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí và tăng cường cái việc mà nuôi con bằng sữa mẹ hơn để đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ năm 2012 đến năm 2013, đã có gần 160.000 lao động nữ được truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ thông qua chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại doanh nghiệp,
và có khoảng 12.400 lượt lao động nữ sử dụng 40 phòng vắt sữa được lắp đặt tại các doanh nghiệp. Tiếp nối thành quả năm 2012 và năm 2013, đến năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng dự án ANT tổ chức truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ và chính sách lao động nữ, cũng như lắp đặt thêm 30 cabin vắt chữ sữa để hỗ trợ các lao động nữ đang nuôi con nhỏ trong các doanh nghiệp có đông lao động và các cơ quan trung ương. Trong tổng số 70 đơn vị trên cả nước được chọn lắp đặt vắt và chữ sữa, Hà Nội có 3 công ty đều ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long và 2 đơn vị ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp được lựa chọn đều là đơn vị có đông lao động nữ trong độ tuổi từ 20 đến 36. Công ty Canon Việt Nam thuộc khu công nghiệp Bắc Thăng Long có khoảng 6.000 lao động, trong đó số lao động nữ là 3.650 người, thường xuyên có khoảng 200 đến 300 người mang thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Trước cái việc mà chúng tôi đánh giá là cái thành công của năm mô hình này và đặc biệt là cái tên gọi của nó doanh nghiệp thân thiện với trẻ nhỏ, thì tôi nghĩ là cái thời gian tới cái mô hình này sẽ được triển khai rộng hơn, đặc biệt là các cái công đoàn, các cái doanh nghiệp ở khu kinh tế, khu Nomura, các cái khu công nghiệp, các doanh nghiệp mà có đông lao động nữ, chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền rộng ở các cái quận huyện trên địa bàn để mà những đơn vị có thể là ngoài doanh nghiệp ra thì đơn vị hành chính sự nghiệp chị em cũng sử dụng được cái biện pháp này, nhất là đơn vị mà người ta có trang bị tủ lạnh thì tôi nghĩ là hiệu quả. Về công đoàn thì có hẳn một ban nữ công, chúng tôi là cái ban chuyên về công tác nữ và được trang bị về kiến thức, đồng thời thì chúng tôi cũng kết hợp với lại các cái trung tâm chăm sóc sức khỏe của thành phố để đi tuyên truyền cho công nhân lao động, và cái hoạt động tuyên truyền này là hoàn toàn là do công đoàn chủ động, công đoàn của thành phố, công đoàn của doanh nghiệp kết hợp với công đoàn các cái quận huyện cũng như các khu công nghiệp để tuyên truyền cho công nhân, thì đây là hoạt động của mình. Để tạo điều kiện cho lao động nữ vừa làm việc, đóng góp sức lao động và trí tuệ, vừa hoàn thành tiên chức làm vợ, làm mẹ, cần rất nhiều sự quan tâm góp sức của cả cộng đồng. Chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại doanh nghiệp trên đây là một trong số những can thiệp hiệu quả về mặt chi phí, mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Tuy hiện nay số lượng phòng vắt chữ sữa được lắp đặt vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu chưa được đáp ứng, chúng ta cũng cần đặt niềm tin vào việc nhân rộng mô hình ở các đơn vị, doanh nghiệp khác, giúp lao động nữ làm tròn các trách nhiệm xã hội và vai trò cao quý trong gia đình của mình.